Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Ta là Hầu Phù Kiếm Thánh tập 85 của tác giả Đích Thủy, người dịch MVM 1997, nguồn tiên dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 702, Quyền Chấn Tinh Hà. Kim Thiền không có niệm kinh nữa. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Tham Lan Tinh, trong đôi mắt hiện ra kim quang. Trần Mục đứng trên bầu trời Tham Lan Tinh, ở phía sau hắn là Hồng Mông Thụ trải qua một kiếm vừa rồi kia. Hồng Mông Thụ có phần nhạt đi. Cường giả tiên giới chung quanh có thể nhìn ra trạng thái của hắn bây giờ là nỏ mạnh hết đà. Ngay đến cả Tiêu Lạc Mộc giữ yên lặng cũng đã lạnh lùng nói, kết thúc rồi. Trận náo loạn này còn phiền phức hơn ông ta nghĩ. Thái Thanh Tiên Cung đã bị ép đến tuyệt cảnh. Cho dù Tiêu Ngọc chống đỡ qua được phản vệ thì sau này rất khó có thể tiến thêm bước nữa. Sương Mãn Thiên và Vũ Văn Khâm nhìn về phía Nam Cung Thần. Nam Cung Thần lặng lặng nhìn Trần Mục. Tiêu Ngọc cách không túm lấy Trần Mục. Quyết Quang đã hóa thành bàn tay lớn rơi xuống. Hồng Mông Thụ phóng ra tử quang tạo thành tấm chắn. Một tiếng răng rắc vỡ nát. Trần Mục thôi động Trấn Thiên Ấn, cưỡng ép dựng lên một tấm chắn kim sắc, nhưng mà cũng xuất hiện cái lượng lớn vết nứt trong nhảy mắt. Trần Mục thu hồi Hồng Mông Thụ, tấm chắn mà Trấn Thiên Ấn dựng lên cũng cùng lắm chống đợi được một lát. Cưỡng ép thôi động toàn bộ sức mạnh của Trấn Thiên Ấn tất nhiên sẽ bị phản phệ. Ngoại trừ Trấn Thiên Ấn ra, Trần Mục còn ách chủ bài khác. Hắn quyết định thử dùng chiêu Yêu Phiên trước. Nếu như không được, cho dù trên người hắn lưu lại đại đạo thương tổn thì cũng phải cưỡng ép thôi động toàn bộ sức mạnh của Trấn Thiên Ấn. Trần Mục lấy ra chiêu Yêu Phiên. Thần trí của hắn và chiêu Yêu Phiên tương liên. Bên trên Tham Lan Tinh bỗng nhiên có tiếng gào thét thảm thiết. Ở phía sau của tất cả cường giả trong tinh không đều phát lệnh. Tiêu Lạc Ngọc truyền âm nói, mau giải quyết hắn. Tiêu Ngọc cũng phát giác được nguy hiểm, nàng ta đột nhiên dùng lực, quyết quang đã hóa thành bàn tay lớn che trời, tấm chắn kim sắc bao phủ Trần Mục không ngừng bị dở tàn. Bên trong cái tấm chắn, Trần Mục thôi động chiêu Yêu Phiên, trên cờ giải hai luồng khí hắc bạch xu chảy, cờ giải bay phất phới trong gió, trong tinh không bỗng nhiên nổi gió tà, thổi cho các cường giả tiền giới tê dại da đầu. Nhưng mà chiêu Yêu Phiên lại bất chợt rung rẩy dữ dội. Trần Mục dùng hai tay mới có thể miễn cưỡng giữ chắc. Hắn cảm giác được có hồn phách đáng sợ được chiêu Yêu Phiên gọi tới. Nơi sâu trong tinh không có hai vị chí tôn yêu tộc được mời đến. Giờ phút này thân thể của bọn họ không bị khống chế, thậm chí còn khom người muốn quỳ lại chiêu Yêu Phiên. Kim Sư Chí Tôn và Thiên Xà Chí Tôn đều là đại yêu sống sót từ thời viễn cổ. Lúc này hai người nửa quỳ dưới phương hướng của chiêu Yêu Phiên, có thể nhìn ra được bọn họ cực kỳ không tình nguyện nhưng vẫn phải quỳ xuống. Vẻ mặt của Tiêu Lạc Mộc khó coi. Hai vị chí tôn yêu tộc này chính là ông ta mời tới, không ngờ rằng sẽ bị Trần Mục dùng chiêu Yêu Phiên hàng phục. Ông ta chào mày. Nam Cung Thần hiểu biết sâu rộng, hắn hoảng sợ nói, cái kia chẳng lẽ là chí bảo của yêu tộc chiêu Yêu Phiên? Hẳn chính là chiêu Yêu Phiên rồi, đó chính là chí bảo của yêu tộc, sao mà hắn có thể thôi động được? Nội tình thật là đáng sợ. Bàn Thạch Chí Tôn cao mày, rốt cuộc hắn ta là ai lại có thể khống chế được chiêu Yêu Phiên? Hai luồng khí âm dương quấn quanh đôi tay của Trần Mục, trắng đen đan xen, trong hư không có sương bụi ngưng tụ thành cánh cửa. Ở sau cánh cửa có vô số tiếng gào thét vang lên, vô số vong linh yêu tộc muốn rời khỏi đó, nhưng mà không có sự cho phép của Trần Mục, bọn họ không cách nào mà vượt qua cổ mộ. Trần Mục phát hiện trong đó còn có một bộ phận sinh linh đặc thù, không chỉ có vong hồn, thậm chí còn có khung xương, mang theo quỳ áp, không hề yếu hơn Tiêu Ngọc bây giờ. Tấm chắn kim sắc đã dở nát, bàn tay lớn quyết sắc rơi xuống phía Trần Mục. Nhưng bên trong cánh cửa cổ xưa do sương bụi ngưng tụ thành, gió lạnh gào thét, yêu lực đáng sợ như lưỡi dao lao ra. Bàn tay quyết sắc kia đã bị nghiền nát. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, cốt trảo sắc bén túm lấy cổ môn u ám âm trầm. Khung xương khom người chậm rãi bước ra, nhìn dáng vẻ bản thể là yêu hầu. Trần Mục tạm thời quyết định thả nó ra ngoài.
ở trên người nó cảm nhận được sức mạnh không thua kém gì Tiêu Ngọc. Bên trong xương sọ của yêu hầu còn có hai đám lửa xanh, nó nghiêng cổ nhìn bóng lưng của Trần Mục, sau đó nhìn về phía Tiêu Ngọc ở chỗ cao, bầu không khí trên chiến trường rất quỷ dị. Đồng tử Kim Sư Chí Tôn đột nhiên rụt lại, hắn ta nửa quỳ ở tinh không, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Yêu đế!" Cường giả tiên giới xung quanh nhào nhào khiếp sợ, chẳng ai ngờ rằng thi hài của yêu đế đã được triệu hoán ra ngoài. Mặc dù chỉ là khung xương nhưng mà lại mang theo uy áp khủng bố. Ngay đến cả Trần Mục cũng không có nghĩ tới, hắn có thể thông qua chiêu yêu phiên triệu hồi ra thi hài của yêu đế. Hơn nữa cổ thi hài này rõ ràng còn có ý thức thuộc về chính mình. Tiêu Ngọc phát giác được chiêu yêu phiên của Trần Mục mới là có vấn đề. Nàng ta dịch chuyển đến bên cạnh Trần Mục, không gian vỡ nát, bàn tay của nàng ta hướng về phía Trần Mục. Yêu hầu đột nhiên xuất thủ, xương bàn tay của hắn ta va chạm với bàn tay của Tiêu Ngọc. Hai tay của Trần Mục nắm chặt chiêu yêu phiên, cơ thể hắn lắc lư, nhưng mà lại không có dừng việc thôi động chiêu yêu phiên. Phía trên cờ giải chiêu yêu phiên nhuốm máu, tản ra ánh sáng đặc thù. Tinh không vang vọng tiếng thì thầm âm trầm. Phía sau cổ môn u ám còn có vô số vong hồn yêu tộc, nhưng mà Trần Mục không có tùy tiện kêu gọi, hắn sợ không thể khống chế được. Hiện tại cũng có một chút cố hết sức. Yêu hầu và Tiêu Ngọc đại chiến, bọn họ xông vào trong tinh không, cường giả tiên giới nhào nhào né tránh. Ngôi sao xung quanh lần lượt đã nổ tung, tinh không không ngừng xuất hiện sao băng. Chúng sinh của tiên giới đều nhìn về tinh không. Phía sau cổ môn u ám có một sợi u sương giọt ra. Trần Mục không cách nào mà ngăn cản được, tia u sương kia lao về phía chiêu yêu phiên. Trần Mục phát giác được dị thường, lập tức đóng cửa môn lại. Thế nhưng cái tia u sương kia đã dung hợp với cờ giải. Chương 703, Quyền chấn tinh hà. Cổ môn u ám đóng lại, Trần Mục không phải tiếp nhận áp lực cường đại. Một tay của hắn cầm chiêu yêu phiên, có thể cảm giác được lực nguy hiếp của món chí bảo này đối với yêu tộc. Tiêu Ngọc và yêu hầu đánh nhau khó phân thắng bại. Mặc dù là yêu hầu chỉ còn khung xương, nhưng mà lực lượng vô cùng, cốt trảo sắc bén, quỷ tiên giáp đều đã bị xé rách. Tiêu Ngọc bắt đầu cảm thấy lo lắng, thân thể của nàng ta trải rộng vết thương. Cường giả tiên giới chung quanh cảm thấy tê dại da đầu. Trần Mục dựa vào chiêu yêu phiên đứng ở thế bất bại, trừ phi cường giả tiên giới liên thủ, nếu không căn bản không có phần thắng. Lão Phu nghe nói chiêu yêu phiên có thể khống chế tất cả yêu tộc, thấy cờ như thấy yêu chủ đích thần tới, cho dù là yêu đế tới rồi thì cũng phải nghe theo sai sử. Trần Mục có chiêu yêu phiên như là hổ thêm cánh, e rằng chỉ có thanh kiếm ở cổ thành kia mới có thể đối phó được. Ta nghe nói Trần Mục còn từng khống chế thanh kiếm cổ thành kia trong một thời gian ngắn, hắn không hề đơn giản. Trong tinh không, vẻ mặt của cường giả tiên giới bất động, có người vui vẻ, có người lo lắng, có người thì sợ hãi. Vẻ mặt Tiêu Lạc Mộc nghiêm túc, ông ta nhìn Tiêu Ngọc đã bị cốt trả của yêu hầu làm trọng thương. Mi tâm của Tiêu Ngọc đột nhiên mở ra, huyết quang nở rộ, có một đạo thân ảnh bước ra từ trong mi tâm của nàng ta. Nắm đấm màu đỏ nện về phía yêu hầu, trực tiếp đánh lui yêu hầu. Giọt đế quyết kia được kích hoạt hoàn toàn. Một vị đại đế diễn cổ lại xuất hiện ở thế gian. Nhưng mà yêu cầu của đại đế, bọn họ gia chạm một lần nữa, tinh không vì thế mà mất màu. Chiêu yêu phiên đột nhiên lắc lư. Trần Mục nhìn thấy hai cái luồng âm dương lưu chuyển, hắn cảm thấy không có thích hợp. Cổ môn u ám trong không gian ở phía sau lưng như ẩn như hiện. Không đúng. Trần Mục cảm thấy vấn đề của sợi u sương kia. Hắn muốn khống chế chiêu yêu phiên, lại phát hiện có một cổ sức mạnh đang tranh đoạt quyền khống chế chiêu yêu phiên cùng với hắn. Cường giả tiên giới chung quanh có thể nhìn ra manh mối. Trần Mục đã bị ép thu hồi chiêu yêu phiên, sau đó dùng trấn thiên ấn trấn trụ chiêu yêu phiên, phòng ngừa nó làm loạn. Sau khi hắn thu hồi chiêu yêu phiên, Kim Sư Chí Tôn và Thiên Xà Chí Tôn nhào nhào đứng dậy. Hai người hư lạnh, bọn họ quỳ xuống ngay trước mặt của cường giả tiên giới. Hơn nữa Trần Mục còn là tu tiên giả, trên mặt của bọn họ tối sầm. Xem ra, hắn còn không thể hoàn toàn khống chế chiêu yêu phiên. Có cường giả lão bố vui mừng nói, Trần Mục không có bởi vì mất đi chiêu yêu phiên mà khủng hoảng.
hắn vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Yêu hầu đột nhiên mất đi khống chế, một đầu đâm vào chỗ sâu trong tinh không. Thân ảnh do giọt đế quyết kia ngưng tụ thành cũng đã mờ nhạt. Trải qua đại chiến, sức lực hắn còn dư lại không nhiều. Thân ảnh quyết sắc nhìn quanh tinh không, sau đó nhìn về phía Trần Mục. Trần Mục lạnh nhạt nhìn về chỗ cao, không có sự sợ hãi. Hắn không có đường có thể lui, trong đôi mắt hiện ra kim quang, ngay đến sợi tóc đã biến thành màu vàng. Hắn đã hao hết tiên lực, chỉ có thể dùng thân để mà đánh tay không thôi. Không tiếc thôi động huyết mạch của Trần Gia chỉ có trong cơ thể, cùng với việc thiêu đốt huyết mạch, Trần Mục phát ra sức mạnh cuối cùng. Trần Mục sử dụng thiên quyền bí pháp, cần phải thiêu đốt căn nguyên bản mệnh của bản thân. Hắn không chần chờ, trực tiếp thiêu đốt một số lượng huyết mạch của Trần Gia không nhiều. Chân Long huyết mạch và Chân Phượng huyết mạch còn sót lại ở hai tay cũng đang thiêu đốt. Dưới sự trợ giúp của bí pháp, sức mạnh nhục thân của Trần Mục tăng lên cực cảnh. Thứ mà hắn mạnh nhất chính là nhục thân. Hiện tại muốn dùng nhục thân để bị đánh cược lần cuối cùng. Năm ngón tay của Trần Mục nắm thành quyền, sau đó nhảy lên thật cao. Trong chớp mắt giọt tới trước mặt của Tiêu Ngọc. Nắm đấm của hắn còn lóa mắt hơn cả mặt trời. Kim quang chiếu sáng vạn dặm tinh hà. Toàn bộ tiên giới đều đã bị bao phủ bên trong kim quang. Nắm đấm của Trần Mục còn hiện ra bất diệt kinh văn. Đôi mắt của Tiêu Ngọc đã bị quyền quang làm chói mắt. Hai tay của nàng che mắt. Thần chí đã không rõ, không có tránh né, cũng không biết phản kháng. Trước khi mà nắm đấm của Trần Mục đến, đạo thân ảnh quyết sắc kia xuất hiện trước mặt của Tiêu Ngọc, cũng siết chặt nắm đấm. Một nửa tinh không đều đã bị nhuộm đỏ. Hai đạo quyền quang chói mắt da vào nhau. Tinh không như là mặt biển yên ắng, có viên đá rơi vào, tạo nên gợn sóng, ngôi sao tựa như nhảy múa trong biển. Cường giả tiên giới đang rời xa chiến trường. Trần Mục không có tiếc thiêu đốt huyết mạch trần quý nhất trong cơ thể. Căn nguyên sinh mệnh chảy đi nhanh chóng, nhưng mà ánh mắt của hắn kiên định, không có bất kỳ chần chờ gì. Đây là một quyền mạnh nhất của Trần Mục. Giây phút đụng phải quyền quang quyết sắc, quyền quang của hắn tối nhạt đi. Ống tay áo nhảy mắt đã bị phá nát. Cả cánh tay đều mất đi cảm giác, trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Trần Mục đánh xuống tinh không. Toàn bộ tay phải của hắn đã hoàn toàn biến mất, giống như là ngôi sao rơi xuống, không ngừng tăng tốc mà xuống, bên tai nghe được tiếng tim đập đặc thù. Cường giả tiên giới nhìn Trần Mục rơi xuống, bọn họ hoặc là hưng phấn, hoặc là căng thẳng. Trận chiến này cho đến bây giờ vẫn chưa phân rõ thắng bại. Chỉ có Trần Mục và Tiêu Ngọc nhận thua hoặc là chết đi, cuộc quyết đấu này mới được xem là kết thúc. Tiêu Ngọc vẫn bịt chặt mắt. Đạo tâm của nàng ta đã sụp đổ trong cuộc chiến này, toàn thân đang run rẩy. Cường giả lão bối đều hiểu rõ, nếu như không phải nhờ ngoại lực, Tiêu Ngọc sẽ bị Trần Mục nghiền ép. Theo việc quyền quang quyết sắc mờ nhạt, thân ảnh nguy nga đang tiêu tán. Sức mạnh đế quyết sắp hao hết rồi, đạo thân ảnh kia lắc đầu bất đắc dĩ. Hai tay của hắn kết ấn, dùng sức mạnh cuối cùng phát họa ra một trận văn huyền diệu. Cùng với việc trận văn nở rộ ánh sáng, có một cột sáng phóng lên chỗ sâu trong tinh không mênh mông. Cường giả tiên giới nhao nhao nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không. Thân ảnh quyết sắc rất nhanh liền đã tiêu tan triệt để. Sau đó cái trận văn trong tinh không biến mất theo, chỉ có một cột sáng kia phóng về chỗ sâu trong tinh không. Chương 704: Thiên đạo ở đâu? Có cường giả lão bối tiên giới cao mày, sắc mặt ngưng trọng nói: Yêu đế xông vào chỗ sâu trong tinh không, cột sáng thần bí cũng đã xông vào cái chỗ sâu trong tinh không, chắc chắn là có vấn đề, không biết là phúc hay là họa. Bàn Thạch Chí Tôn nhìn về phía Triệu Thiên Nguyên nói: Nghe đồn đế phủ của cường giả đi tới chỗ sâu trong tinh không lánh nạn, ban nãy đó là tín hiệu. Thái Sơ Tiên Cung từng thuộc về đế phủ, Triệu Thiên Nguyên gật đầu. Khó mà nói được, đó có lẽ là phương thức liên lạc cổ xưa của đế phủ. Thái Sơ Tiên Cung trước nay chưa từng liên hệ được với đế phủ. Lúc thế lực tiên giới có mặt ở đây, nghe thấy đế phủ đều kinh hãi. Đó là một thế lực cường đại thống lĩnh tiên giới, từng chỉ huy tu tiên giả đối kháng với thần tộc. Năm đó, đế phủ đột nhiên biến mất, vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp của tiên giới. Tam đại tiên cung do ba vị chí tôn còn sót lại của đế phủ sáng tạo ra sau này.
bọn họ có thể xưng bá tiên giới, có thể thấy được sự cường đại của đế phủ. Nam Cung Thần cao mày lẩm bẩm nói, đây chẳng lẽ là dấu hiệu đế phủ trở về sao? Sương Mãn Thiên không có tâm tư để ý tới đế phủ, nàng ta nhìn Trần Mục đang rơi xuống. Quyết đấu còn chưa có kết thúc, tiểu hữu ngươi phải chống đỡ đó. Nam Cung Thần lấy lại tinh thần, hắn ta nhìn Trần Mục đang kiệt quệ, người sau nhắm chặt hai mắt. Dù cho cánh tay phải có biến mất, tiết tấu hô hấp vẫn bình ổn như cũ, những bộ phận khác trên thân thể của hắn không hề bị thương. Vẫn chưa kết thúc, Nam Cung Thần nhìn thấy tính cách những thiên kiêu khác không có được ở trên người của Trần Mục, chẳng hề sợ hãi. Dù cho đối mặt với cường giả không có cách nào chiến thắng, cũng không có lộ ra vẻ e sợ, còn chủ động tấn công. Tỉnh lại, Tiêu Lạc Mộc cách không truyền âm. Trong đầu của Tiêu Ngọc vang lên âm thanh vang dội, nàng ta được gọi tỉnh. Nhìn Trần Mục đang rơi xuống, sự vui sướng trong mắt lộ rõ trên mặt. Tiêu Lạc Mộc truyền âm một lần nữa, đừng cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian giết hắn. Tiêu Ngọc hét lên một tiếng, trạng thái hiện tại của nàng ta chật vật. Nếu như cởi quỷ tiên giáp xuống, lập tức sẽ mất đi sức chiến đấu. Tiếp tục thôi động quỷ tiên giáp, không khác nào một con đường chết. Tiêu Lạc Mộc cũng biết rõ, nhưng mà cường giả tiên giới xung quanh đang nhìn. Ông ta muốn dùng phương thức công bằng để mà giành được thắng lợi, chỉ có thể hy sinh Tiêu Ngọc. Hai mắt của Tiêu Ngọc mang theo oán hận, nàng ta không thèm để ý hậu quả, hiện tại chỉ muốn giết chết Trần Mục. Quỷ tiên giáp tan vào máu thịt của Tiêu Ngọc, bọn họ dung hợp triệt để, quá thành quái vật, không phải là người mà cũng chẳng phải quỷ. Cường giả tiên dương nhìn thấy cũng sợ hãi. Tiêu Ngọc xuyên thẳng qua không gian, ngón tay sắc bén, xé rách không gian, hàng mang chỉ thẳng vào lòng ngực của Trần Mục, tựa như muốn xé nát hắn. Đùng một tiếng, tay của Tiêu Ngọc đã bị đánh bay. Cường giả tiên giới nhào nhào khiếp sợ, chẳng lẽ Trần Mục vẫn còn sức chiến đấu? Bọn họ nhìn thấy trên người của Trần Mục chảy phù văn màu vàng, đó là bất diệt kinh. Bàn Thạch Chí Tôn trầm giọng nói, ta tu luyện mấy kỷ nguyên mới luyện được nhục thân đến cảnh giới thông linh, hắn trẻ tuổi như vậy mà đã có được sao? Nhục thân thông linh có thể tự động phòng ngự, Trần Mục lạc ấn kinh văn diễn cổ ở trong máu thịt, nhục thân gặp phải nguy hiểm, kinh văn diễn cổ sẽ tự động hiện lên. Trần Mục chưa có làm được dạng pháp bất xâm, nhưng mà sau khi đạt đến cảnh giới tiên giới, tu tiên giả bình thường muốn làm như hắn cũng rất khó. Tiêu Ngọc túm lấy cổ của Trần Mục, hai người ngừng giữa không trung, ngón tay sắc bén, mũ giáp tan vào nhau, lại không cách nào mà xuyên qua được phòng ngự của bất diệt kinh. Phá cho ta! Tiêu Ngọc hét lên, cùng với việc căn nguyên sinh mệnh chạy đi, thời gian lưu lại cho nàng ta cũng không còn nhiều. Vết thương ở cánh tay phải của Trần Mục đang chậm rãi khép lại, hơi thở của hắn đều đặn, rõ ràng rất mệt mỏi, lại cảm thấy thoải mái. Bên tai vang lên tiếng chúng sinh xì xào bàn tán, ngoài những cái thứ đó ra còn có âm thanh khác. Lúc mới đầu, những âm thanh này quấy nhiễu Trần Mục. Thời gian dần trôi qua, Trần Mục đã quen với âm thanh này. Hắn cảm nhận được vui buồn hợp tan ở trong những âm thanh này, như vậy mới có cảm giác đang sống. Trần Mục ghi nhớ lời của sư tôn đã từng nói, thiên địa vạn vật đều có hô hấp, trải qua cảm ngộ nhiều năm, hắn không ngừng thử cộng minh cùng với thiên địa, nghe được hô hấp của gió, hô hấp của lửa vân vân. Hiện tại là nghe được hô hấp của chúng sinh, nhưng mà những cái thứ này không phải là hô hấp ban đầu của mảnh đất trời này. Tiêu Ngọc đang liều mạng, kinh văn diễn cổ trên cổ của Trần Mục đang không ngừng mất đi. Nơi xa, cường giả tiên giới nhìn không chớp mắt, Sương Mãn Thiên chau mày, không tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Nam Cung Thần lắc đầu, biểu cảm của Trần Mục rất thoải mái, bình tĩnh hơn cường giả dây xem rất nhiều. Trần Mục tiểu hữu đang thông qua hô hấp để mà khôi phục sức mạnh. Vũ Văn Khâm trầm giọng nói, cảnh giới càng cao, tác dụng của hô hấp pháp càng nhỏ, trên người hắn hẳn là có hồng thạch, tại sao mà không dùng hồng thạch chứ? Có lẽ hắn có tính toán khác. Nam Cung Thần trịnh trọng nói, nếu chúng ta đã lựa chọn gia nhập liên minh, vậy thì phải tin tưởng Trần Mục tiểu hữu. Sương Mãn Thiên và Vũ Văn Khâm đồng thời gật đầu. Bàn Thạch Chí Tôn cùng Triệu Thiên Quyên nhìn Trần Mục và Tiêu Ngọc,
khẩn trương nhất chính là Tiêu Lạc Mộc. Điều này liên quan tới tương lai của Thái Thanh Tiên Cung. Trong thành Quang Minh, Ngu Tử Quyền lo lắng nói, Nam Cung tiền bối, tình hình của Minh Chủ thế nào rồi? Nam Cung Hùng nhìn Tham Lan Tinh, trong tay nắm đầy mồ hôi, căng thẳng nói, rất khó khăn. Bằng Thành nắm băng trượng, quanh quất phất phới hoa tuyết, Hư Ảnh lạnh giọng nói, cứ chờ trước đã, bọn họ đều không có động, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Diêm Sát nhíu mày, tiếp tục như vậy hắn sẽ bị giết chết, chúng ta cũng có thể bị phong ấn. Hắn vẫn chưa có thua, dù sao vẫn còn Trấn Thiên Ấn. Hư Ảnh nhắc nhở nói, Diêm Sát và Bằng Thành cũng không có kích động, bọn họ không biết hiện tại Trần Mục không có cách nào sử dụng Trấn Thiên Ấn, chỉ có thể dựa vào bản thân để mà vượt qua. Chương 705, Thiên Đạo ở đâu? Sở Sở đứng lên, hai tay của nàng ta nắm thành quyền, sát ý trong đôi mắt dần dần nồng đậm. Kim Thiền nhìn Tham Lan Tinh, trong mắt không có gợn sóng. Tần Ngưu nhìn chiến trường, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có một chút ngưỡng mộ, khát vọng chiến đấu. Cả thế gian đều nhìn chăm chú cái trận chiến này, không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết quả, cũng không ai dám tùy tiện nhúng tay vào. Hô hấp của Trần Mục bỗng nhiên dừng lại, cường giả tinh không phát hiện ra đầu tiên. Trong con mắt của bọn họ ẩn chứa sự nghi hoặc, có cường giả kinh ngạc nói, làm sao có thể chứ? Triệu Thiên Quyên và Bàn Thạch Chí Tôn nhìn về phía đối phương, bọn họ không có phát hiện được khí tức của Trần Mục, vì sao mà đột nhiên hắn lại ngừng thở rồi? Giả chết đối với hắn cũng không có gì tốt chứ. Hai vị Chí Tôn lộ ra biểu cảm nghi ngờ, bọn họ xác định Trần Mục còn chưa có chết. Dù cho hô hấp của hắn biến mất, nhịp tim đập cũng ngừng lại, nhưng mà tầng sóng thần hồn vẫn còn đó. Vừa rồi, trạng thái dứt bỏ sinh tử khiến cho Trần Mục nghe được âm thanh đặc biệt. Hắn không có đếm xỉa Tiêu Ngọc, cũng phải đi bắt lấy, đó là cơ hội duy nhất của hắn. Trần Mục ngăn che tạp âm giữa thiên địa, đầu tiên hắn che âm thanh của mình trước, kế tiếp là tiếng xì xào bàn tán của chúng sinh, sau đó các loại âm thanh tạp nham. Thế giới vốn dĩ nên yên tĩnh lại có âm thanh tim đập vang lên. Thanh âm kia rung động cổ kim, phản phất như từ bên trong dòng sông thời gian truyền ra. Trần Mục phát hiện hô hấp của thiên địa, ý thức của hắn xuất hiện tại tinh không, tìm kiếm bắt nguồn của hô hấp, đáy lòng lẩm bẩm. Không ở tiên giới, cũng không có ở chỗ sâu trong tinh không, bắt nguồn từ nhân gian. Ý thức của hắn thông qua Trấn Thiên Ấn đi tới nhân gian, truy tìm tiếng hô hấp đi đến Hoàng Châu. Nguồn gốc âm thanh từ sâu trong lòng đất. Ý thức của Trần Mục đến chỗ sâu trong lòng đất, hắn nhìn thấy Hoàng Kim Thụ chôn sâu trong lòng đất. Bên trong Hoàng Kim Thụ còn to lớn hơn ngôi sao bình thường. Nguồn gốc của tiếng tim đập và tiếng hít thở bắt nguồn từ chỗ này. Hắn tiến vào bên trong Hoàng Kim Thụ. Năng lượng nơi này rất là đặc biệt, còn phát hiện ra sinh linh giống như thiếu nữ. Thiếu nữ co quắp ở trong chất lỏng màu vàng. Mặc dù chỉ là ý thức, nhưng mà Trần Mục có thể xác định thiếu nữ tóc vàng không phải là thực thể, mà chính là một năng lượng thể đặc biệt. Không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện ra. Thiếu nữ tóc vàng ngâm mình trong chất lỏng màu vàng mở mắt ra. Nàng ta để chân trần, mái tóc dài vàng ống bao vây lấy thân thể, toàn thân như ngọc tinh xảo. Trần Mục nghe giọng điệu của nàng ta có vẻ như còn biết mình. Ngươi là hiển hóa của thiên đạo sao? Dưới thân của thiếu nữ tóc vàng xuất hiện dương tọa hoàng kim. Nàng ta cao cao tại thượng nhìn xuống Trần Mục lạnh nhạt nói, ta là chúa tể thiên đạo. Trần Mục không có bị khí thế của nàng ta trấn trụ. Nếu ngươi là chúa tể thiên đạo còn cần phải trốn sao? Trong mắt của thiếu nữ tóc vàng mang theo sự tức giận. Nàng ta có cảm xúc, bắt chéo hai chân không nói gì. Trần Mục cảm thấy nàng ta là hóa thân của thiên đạo, lại không có uy nghiêm vốn có của thiên đạo. Ma chủ đang trảm đạo, ngươi hẳn là biết rõ, ta muốn biết nguyên nhân. Trần Mục bình tĩnh nói, dương tọa kim sắc bỗng nhiên chuyển đi qua. Trần Mục, ngươi sắp chết rồi, nghĩ cách sống sót trước đã. Không, ý thức của Trần Mục trở lại thức hải, hắn mở mắt ra, trong đôi mắt hiện ra ánh sáng sáng tỏ. Hắn nâng cánh tay trái lên, bắt lấy cổ tay của Tiêu Ngọc. Là lúc tính toán rõ ràng rồi. Cổ tay của Tiêu Ngọc vặn vẹo biến hình. Trần Mục kế tiếp đá ra một cước,
Lòng ngực của Tiêu Ngọc lún vào, cường giả tiên giới khiếp sợ nói, hắn vẫn còn có sức mạnh như thế sao? Một năng lượng đặc biệt đó, đó hẳn là sức mạnh tín ngưỡng. Cường giả lão bối nhìn ra manh mối, trên thân của Trần Mục bao phủ ánh sáng mông lung. Hắn thôi động sức mạnh của tín ngưỡng, cổ sức mạnh này cực kỳ mạnh. Từ rất nhiều năm trước, Trần Mục đã nắm giữ Hạo Nhiên kiếm ý. Giờ phút này, hắn thật sự hiểu chân lý của Hạo Nhiên kiếm ý. Một phần tín ngưỡng của sinh linh có sức mạnh to lớn như thế. Nếu như mà tập hợp tín ngưỡng của chúng sinh, vậy quy lực kia khó có thể tưởng tượng được. Tiêu Ngọc bị đánh lui, trong mắt của nàng ta ẩn chứa sự không cam lòng. Ta sẽ không thua, ta tuyệt đối không thua. Trần Mục tập trung sức mạnh tín ngưỡng trong nắm đấm bên cánh tay trái, đấm về phía Tiêu Ngọc. Quyền quang chói lọi như là ánh bình minh, mang theo một sự ấm áp. Tiêu Ngọc nhìn quyền quang tới gần, cuối cùng tỉnh ngộ. Ta thua rồi. Đạo quyền quang chói lọi kia như là phù dung sớm nở tối tàn, tinh không khôi phục lại yên tĩnh. Tiêu Ngọc hóa thành bột mịn ở bên trong quyền quang. Vẻ mặt của các cường giả tiên giới khác nhau. Chỉ có Trần Mục ngẩng đầu đứng thẳng. Trần Mục hao hết tất cả lực lượng, hắn phục dụng hồng thạch để mà bổ sung năng lượng. Trận chiến này giúp cho hắn thu hoạch được rất nhiều, đặc biệt là có manh mối của thiên đạo. Đùng một tiếng, tinh không chấn động mạnh một lần nữa. Tiêu Lạc Mộc và bàn thạch Chí Tôn cách không đối chưởng, đây là chuyện mà Trần Mục không có nghĩ tới. Trần Mục nhìn Tiêu Lạc Mộc cười lạnh nói, xem ra Thái Thanh Tiên Cung muốn nuốt lời sao? Nam Cung Thần đi đến bên cạnh Trần Mục. Tiểu hữu, hôm nay lão phu sẽ bảo vệ người chu toàn. Sương Mãn Thiên cùng với Vũ Văn Khâm cũng đã đến bên cạnh Trần Mục. Phía sau của Tiêu Lạc Mộc có lực lượng thế lực cường giả đứng đó, thậm chí còn có hai vị chí tôn yêu tộc. Quang Minh Thành hư ảnh duỗi một ngón tay, hắn ta mở ra thông đạo không gian. Chúng ta đi. Băng Thanh và Diêm Sát theo sát phía sau, sở sở xông vào thông đạo không gian. Kim Thiền thấy thế mang theo Tần Ngưu đi theo. Ngay cả Nam Cung Hùng cũng tiến về tinh không, nguy cơ chân chính đã tới rồi. Nếu như Trần Mục xảy ra chuyện, Quang Minh Thành và Tiêu Giao Minh cũng không cần phải tồn tại nữa. Theo việc đám đại thần Diêm Sát xuất hiện, tình thế trên không ở Tham Lan Tinh, Dương Cung Bạc Kiếm. Sở sở chạy đến trước người của Trần Mục, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, đại ca, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chương 706, Thiên Đạo ở đâu? Trần Mục xoa đầu sở sở, sau đó nhìn Triệu Thiên Quyền. Thái Sơ Tiên Cung đã hứa hẹn công bằng, tiền bối định làm thế nào? Triệu Thiên Quyền nhìn về phía Tiêu Lạc Mộc. Tiêu huynh dựa theo quy củ, Thái Thanh Tiên Cung thua rồi. Tiêu Lạc Mộc hờ hững nói, hắn mời trợ thủ, Trần Mục làm trái quy tắc trước. Trần Mục cười ha hả, quy tắc chính là nàng ta có thể mượn ngoại lực, ta thì không thể sao? Thua rồi, chính là thua rồi. Tiêu Lạc Mộc, ngươi không có muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Lão phu đại diện cổ thành, tận mắt chứng kiến cái trận tỷ võ quyết đâu này. Bàn thạch Chí Tôn đứng ra nói chuyện thay cho Trần Mục. Cường giả tiên giới đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới bàn thạch Chí Tôn lại có thái độ này. Ánh mắt của Trần Mục lạnh lùng, ta chỉ muốn một cái công đạo. Tiêu Ngọc cướp đi huyết mạch của muội muội ta, nàng ta đã tự ăn ác quả, hiện tại ta chỉ muốn Thái Thanh Tiên Cung chịu trừng phạt thích đáng. Triệu Thiên Quyên vừa cười vừa nói, tiểu hữu, người chiến thắng, điều kiện vốn nên để cho ngươi định, nhưng mà vì thái bình của tiên giới, lão phu đề nghị dĩ hòa di quý. Trần Mục cười lạnh nói, là ta xem trọng Thái Sơ Tiên Cung, đây chính là công bằng mà các ngươi hứa hẹn sao? Bàn thạch Chí Tôn nhìn về phía Trần Mục, tiểu hữu, không bằng giao Thái Thanh Thiên Cung cho ta xử trí, bản tôn tận lực làm đến công bằng công chính. Trần Mục có thể nhìn ra bàn thạch Chí Tôn càng thực tại hơn Triệu Thiên Quyền, khẽ cười nói, tiền bối không ngại nói thẳng, nếu như phù hợp giảng bối liền đáp ứng. Bàn thạch Chí Tôn khẽ gật đầu, ông ta nghiêm túc nói với cường giả tiên giới, Thái Thanh Thiên Cung đã thua, cơ nghiệp mấy kỷ nguyên, nói quỷ liền quỷ, cũng có một chút đáng tiếc. Nguy hiếp của ma thần còn chưa có giải quyết, nội bộ chúng ta không nên nội đấu. Tiêu Lạc Mộc, ngươi đã đưa ra quyết đoán sai lầm, cũng cần phải bị trừng phạt. Ngươi nhất định phải thề về sau, trấn thủ cổ thành, không có được rời đi.
Thái Thành Tiên Cung lấy ra một nửa tài nguyên bồi thường cho Trần Mục, ân oán lần này coi như dừng ở đây. Trần Mục càng muốn san bằng Thái Thành Tiên Cung, nếu như thật sự làm như vậy, chắc chắn những thế lực tiên giới còn lại sẽ không đồng ý. Đề nghị của bằng Thạch Chí Tôn khá hợp lý, song phương đều có chỗ thương lượng. Triệu Thiên Nguyên phụ quả nói, đề nghị này không tệ, các ngươi có thể tiếp nhận không? Trần Mục nhìn Tiêu Lạc Mộc, trên mặt có hai người, không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm gì. Tinh không bỗng nhiên yên tĩnh, thế lực khắp nơi đang chờ quyết định của bọn họ. Chỉ cần Tiêu Lạc Mộc vĩnh viễn lưu lại cổ thành, Trần Mục coi như có thể tiếp nhận rồi. Ta đồng ý. Tiếp đó, mọi người nhìn về phía Tiêu Lạc Mộc. Bàn Thạch Chí Tôn nghiêm túc nói, Tiêu Lạc Mộc, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ đích thân chuyển cáo tới Bách Chiến Chí Tôn. Đến lúc đó, ngươi biết rõ hậu quả. Nghe thấy Bách Chiến Chí Tôn, biểu cảm của Tiêu Lạc Mộc rốt cuộc cũng có một chút biến hóa. Ông ta chế giễu nói, Bàn Thạch Chí Tôn, ông ta là tu tiên giả đến từ nhân gian. Bàn Thạch Chí Tôn lạnh lùng nói, ta biết, Trần Mục thắng rồi, Thái Thanh Tiên Cung thua, bản tôn nhớ tới tình cũ mới giúp đỡ cho ngươi. Tiêu Lạc Mộc nhìn chầm chầm Trần Mục, khuôn mặt âm trầm, chậm rãi mở miệng. Được, bản tôn đồng ý. Cùng với việc Tiêu Lạc Mộc gật đầu, bầu không khí giống dương cung bạc kiếm, cuối cùng đã biến mất. Đây cũng là kết quả mà thế lực khắp nơi không ngờ tới. Thế lực khắp nơi thở phào một hơi. Nếu như thật sự khai chiến, nhất định tiên giới sẽ đại loạn, đây là kết quả tốt nhất. Tiêu Lạc Mộc theo Bàn Thạch Chí Tôn rời đi. Chúc mừng Trần Mục Tiểu Hữu. Trần Mục Tiểu Hữu hẳn là đại đế tương lai. Theo việc Thái Thanh Tiên Cung đã bị thua, có thế lực phản chiến ngay tại chỗ, lấy lòng của Trần Mục, hắn khẽ gật đầu, hắn biết những cường giả này là gió chiều nào theo chiều đó, không đáng tin cậy. Thế lực khắp nơi lần lượt rời đi, Kim Sư Chí Tôn cùng với Thiên Xà Chí Tôn nhìn chăm chăm Trần Mục. Bọn họ biết trên ngũ Trần Mục có mang theo chí bảo yêu tộc, muốn cướp đoạt, nhưng mà trở ngại bên cạnh hắn có đông đảo cường giả, chỉ có thể rút lui trước. Triệu Thiên Nguyên trầm giọng nói, Tiểu Hữu, ta sẽ giám sát Thái Thanh Tiên Cung giao ra một nửa tài nguyên. Cánh tay phải của Trần Mục rất nhanh đã mọc ra, hắn chắp tay với Triệu Thiên Nguyên đáp, đa tạ. Thái Thanh Tiên Cung sụp đổ, được lợi lớn nhất không phải là Trần Mục mà chính là Thái Sơ Tiên Cung. Bây giờ Triệu Thiên Nguyên có thể một mình xưng bá Thiên Châu. Hư ảnh xây dựng thông đạo không gian, Trần Mục bước vào thông đạo không gian. Hắn có được cơ hội nghỉ ngơi, có thời gian đi tìm hiểu nghi hoặc. Quang Minh Thành, đại sảnh tổng bộ của Tiêu Giao Minh. Trần Mục chắp tay với Nam Cung Thần cười nói, lão tiền bối đã làm phiền các người. Nam Cung Thần khoát tay cười lớn ha hả, tiểu hữu thiên tung thần võ, bọn ta cũng không có giúp được cái gì. Lần chiến đấu này giảng bối tiêu hào khá lớn, cần bế quan tu dưỡng một khoảng thời gian. Quang Minh Thành và Tiêu Giao Minh còn phải nhờ vào các vị tiền bối. Trần Mục hao hết năng lượng trong cơ thể, không cách nào mà hồi phục lại như cũ trong khoảng thời gian ngắn được. Nam Cung Thần nghiêm túc nói, không thành vấn đề. Sương Mãn Thiên và Vũ Văn Khâm đều mỉm cười gật đầu. Lần thắng lợi này, khí thế của liên minh dâng cao, tâm trạng của mọi người đều theo đó dâng trào nhiệt huyết. Biểu hiện của Trần Mục không làm cho bọn họ thất vọng. Trận chiến này giúp cho Trần Mục biết rõ sự cường đại của sức mạnh tín ngưỡng. Hắn nhấn mạnh nhắc nhở Ngô Tử Quyên, Quang Minh Thành còn có thể dung nạp ngàn vạn bách tính, mau chóng chuẩn bị chu đáo. Dân, Minh Chủ. Ngô Tử Quyên lập tức bắt tay vào làm việc tuyên truyền. Sau khi mà giao phó việc giặt xong, Trần Mục bảo Kim Thiền trong sở sở, sau đó bắt đầu bế quan. Gian phòng của Trần Mục bế quan ở chỗ sâu trong lòng đất của tổng bộ liên minh. Nơi này của trận pháp, phía dưới từng là nơi bắt nguồn tiên mạch của Thái Thượng Tiên Cung, chứa đựng vật chất tiên giới nồng đậm, rất thích hợp để bế quan tu luyện. Chương 707, Đế Phủ Giáng Lâm. Trận chiến này, huyết mạch đặc thù trong cơ thể quán đều đã biến mất. Cho dù là huyết mạch Trần Gia hay là Chân Long huyết mạch, Chân Phượng huyết mạch, một giọt cũng không còn dư. Hai tay của Trần Mục đang hấp thu năng lượng, lần lượt dẫn tổ long hô hấp pháp và tổ phượng hô hấp pháp,
huyết mạch thần tộc biến mất. Nhưng mà đạo quả đã tan vào huyết nhục, hắn đã nắm giữ truyền thừa của hai đại thần tộc. Mặc dù không có huyết mạch đặc thù, Trần Mục cũng có niềm tin vô địch. Đáy lòng bình tĩnh nói, thứ mạnh nhất không phải là huyết mạch, mà chính là người. Chỉ cần ta có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, huyết mạch của ta chính là huyết mạch mạnh nhất. Trần Mục dẫn sức mạnh thôn phệ, năng lượng chung quanh điên cuồng dọt tới. Hắn phục dụng tiên dược cùng với hồng thạch, năng lượng trong cơ thể khôi phục nhanh chóng, căn nguyên sinh mệnh đang khôi phục. Sâu trong lòng đất Quang Châu, ý thức của Trần Mục đi vào bên trong Hoàng Kim Thụ. Trước kia chỉ có Khương Phục Tiên có thể nhìn thấy ý thức của Trần Mục. Trần Giao cũng chỉ có thể phát giác được ý thức của hắn tồn tại. Mà thiếu nữ tóc vàng ở bên trong Hoàng Kim Thụ lại có thể nhìn thấy ý thức của Trần Mục, còn trực tiếp trò chuyện với hắn. Bên trong Hoàng Kim Thụ ẩn chứa năng lượng dồi dào. Cổ năng lượng này còn mạnh hơn chí tôn mà Trần Mục đã từng gặp. Hắn nhìn chăm chú lên thiếu nữ tóc vàng ở phía trên dương tọa. Trên mặt của Trần Mục nở nụ cười trầm giọng nói, người không thuộc sinh linh bình thường, càng giống như là ý chí. Thiếu nữ tóc vàng nhìn như là tồn tại, nhưng mà lại là năng lượng thể đặc thù, hoàn toàn khác biệt với thảo mộc chi linh. Giống như là một loại ý chí nào đó, không cách nào đụng vào, nhưng mà tồn tại chân thật. Ta là chúa tể của thế giới này. Thiếu nữ tóc vàng chống bên mặt, dựa phía trên dương tọa hoàng kim, quan sát Trần Mục, trong mắt ẩn chứa ý cười. Trần Mục hiếu kỳ nói, nếu ngươi đã là chúa tể, vì sao mà trốn chỗ này? Ngươi đang sợ cái gì? Thiếu nữ tóc vàng khẽ nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói, thế giới của ta đã bị sinh linh của thế giới khác ngầm chiếm đoạt, sức mạnh của ta dần dần suy yếu. Lúc trước, Trần Mục đã biết được ở chỗ Kim Thiền, bọn họ có khả năng tới từ Bỉ Ngạn, ở Bỉ Ngạn còn có 3.000 thế giới đại thiên. Ma chủ có mục đích gì? Ma chủ muốn xóa ta đi, sau đó khởi động lại dị diện này, xử lý sạch toàn bộ sinh linh bao gồm cả sinh linh của thế giới khác, hết thảy trở về hư vô. Vẻ mặt của thiếu nữ tóc vàng ngưng trọng cũng có một chút lo lắng. Trần Mục có thể từ trên mặt của nàng ta nhìn ra sự cường đại của ma chủ. Thiếu nữ tóc vàng nói bổ sung, bản ý của ma chủ là tốt. Hắn ta muốn khởi động lại cái thế giới sụp đổ này, kéo dài sự tồn tại của nó, cứu vãn bản thân thế giới này, thì phải hy sinh chúng sinh ở thế giới này. Thế giới sắp đến ngày tận thế sao? Trần Mục không khỏi lẩm bẩm, hắn hiếu kỳ nói, rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì? Chẳng lẽ thế giới thật sự sắp phải diệt vong? Thiếu nữ tóc vàng nghiêm túc nói, trật tự quy tắc duy trì cho thế giới vận hành bình thường, nhưng mà sự xuất hiện của sinh linh dị giới làm nhiễu loạn sinh thái vốn có, trật tự quy tắc đã bị phá hỏng, cuối cùng dẫn đến thế giới diệt vong. Trần Mục trịnh trọng nói, nếu trật tự quy tắc đã bị phá hỏng, xây dựng lại trật tự không phải được rồi sao? Nói thì nghe dễ, so với xây dựng lại, khởi động lại là dễ dàng nhất. Thiếu nữ tóc vàng bước xuống dương tọa, nàng ta xuất hiện bên cạnh Trần Mục nhàn nhạt nói, ngươi chọn thế nào? Trần Mục không có suy nghĩ nhiều. Thế giới này còn có tình cảm mà ta lưu nhớ tồn tại. Ta muốn bảo vệ nó. Thiếu nữ tóc vàng nở nụ cười xinh đẹp. Đúng vậy, thế giới tươi đẹp này ta còn chưa có tự mình cảm thụ, không muốn nhìn nó trở về hư vô một lần nữa. Ngươi có cách không? Trần Mục nhìn thiếu nữ tóc vàng dò hỏi. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Đương nhiên là có. Chính là xây dựng lại trật tự mà ngươi nói. Ngay cả thần đế và ma chủ cũng không có thể làm được. Năm đó tiên tổ đến từ dị giới, suýt chút nữa đã thôn phệ ta. Suýt chút nữa để cho hắn ta xây dựng lại trật tự. Cái gì? Tiên tổ, dị giới sao? Nguyên bản thế giới của ta chủ yếu là hai đại tộc quần, là thần tộc cùng nhân tộc. Sau khi mà thông đạo dị diện được phát hiện, thì có sinh linh dị giới tràn vào. Tiên tộc cũng là một trong số đó. Bọn họ truyền tu tiên pháp cho nhân tộc, sau đó lớn mạnh, đế phủ chính là do tiên tổ khai sáng. Trần Mục kinh hãi, không có nghĩ tới tu tiên pháp có nguồn gốc từ dị giới, còn tưởng rằng tu tiên pháp là kết quả của tiền bối nhân tộc không ngừng cải tiến. Thiếu nữ tóc vàng nhắc nhở, tiên tộc là một trong những nguồn gốc của hỗn loạn, ngươi phải cẩn thận.
Ngươi có biết quá khứ của ta không? Ta là tiên tộc hay là nhân tộc? Trần Mục nghi ngờ nói. Thiếu nữ tóc vàng nhìn chăm chăm Trần Mục trầm giọng nói. Ngươi là nhân tộc. Hơn nữa, ngươi đã từng đi tới dị giới. Ta tin tưởng ngươi có thể cứu vãn thế giới này. Trên mặt của Trần Mục nở nụ cười. Ta sẽ cố hết sức, có những sinh linh dị giới nào. Thiếu nữ tóc vàng khẽ cười. Chủ yếu có yêu tộc, minh tộc, tiên tộc, Phật tộc, còn có một số sinh linh đặc thù. Có lẽ thế giới của ta có thứ hấp dẫn bọn họ, dẫn đến việc đông đảo sinh linh dị giới xuất hiện. Chiêu yêu phiên của ngươi chính là chí bảo yêu tộc. Ở phía trên vừa bám vào một sợi hồn phách của yêu chủ. Ngươi có thể hỏi hắn ta tại sao mà lại đến thế giới của ta. Qua nhắc nhở của thiếu nữ tóc vàng, Trần Mục bỗng nhiên giật mình. Lúc ấy đại chiến có một luồng u sương tuôn về phía chiêu yêu phiên. Sau đó chiêu yêu phiên đã mất khống chế. Khi ấy đã nghi ngờ ngoại trừ yêu chủ ra còn ai có thể khống chế chiêu yêu phiên. Hóa ra sợi u sương kia chính là sợi hồn phách của yêu chủ, cũng khó trách chiêu yêu phiên mất khống chế. Trần Mục nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng. Nếu người biết tình hình của ta, chắc hẳn cũng biết tình hình của nương tử ta. Nàng ta hiện tại vẫn ổn sao? Thiếu nữ tóc vàng phất tay. Ý thức của Trần Mục nhìn thấy màn họa. Ở trong màn ảnh chính là hư không sâu mênh mông. Chỗ đó có mấy bóng người to lớn vĩ đại, còn có quang minh nở rộ. Chương 708 Đế Phủ Giáng Lâm. Nàng ta vừa đến chiến trường chỗ sâu trong tinh không, muốn nghịch chuyển cục thế, căn bản không có khả năng, chỉ có thể trì hoãn thời gian, hy vọng người có thể nắm chắc cơ hội. Trần Mục nhìn thấy bóng lưng của Khương Phục Tiên, vẻ mặt hắn ngưng trọng nói, dù cho nơi đó chớp mắt ngàn năm, ta muốn đăng lâm tuyệt đỉnh trong một thời gian ngắn, cũng không có khả năng. Thiếu nữ tóc vàng khẽ cười, chờ ngươi khôi phục đỉnh phong, ta có thể cho ngươi đến nhân gian tìm cơ hội của ta. Nơi này giúp cho ngươi trở thành chí tôn trong một thời gian ngắn. Cơ hội gì? Điều kiện của ngươi là gì? Trần Mục nhìn thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ tóc vàng cười khẽ nói, không có điều kiện, kỳ thật là chúng ta có duyên, còn về duyên gì, sau này ngươi sẽ biết. Đa tạ, Trần Mục chắp tay nói. Thiếu nữ tóc vàng trầm giọng nói tiếp, đừng vui mừng quá sớm, nguy cơ của tiên giới vẫn còn chưa kết thúc. Có ba vị ma thần rất là đặc biệt, đám người cửu thất ma thần, cửu bát ma thần, cửu cửu ma thần đều là một bộ phận của ma chủ. Bọn họ đã chú ý tới ngươi rồi, thậm chí muốn thông qua ngươi tìm ra ta. Ngươi tạm thời đừng có tới tìm ta, khôi phục đỉnh phòng trước, sau đó tách khỏi sở sở rồi lại đến nhân gian. Chẳng lẽ sở sở có vấn đề sao? Nàng ta chính là đôi mắt của ma chủ, thứ nàng ta nhìn thấy ma chủ cũng có thể nhìn thấy. Cửu bát ma thần là cánh tay của ma chủ, ngàn giới chí cao thần. Chỉ có đại đế tiên tộc mới có thể đối kháng cùng. Cửu cửu ma thần là tim của ma chủ, bị phong ấn ở thiên châu tiên giới. Hắn ta có sức mạnh mà ngay cả đại đế tiên tộc cũng không có cách nào mà ngăn cản đâu. Tuyệt không có thể để cho hắn ta trốn thoát. Ta hiểu rồi. Trần Mục gật gật đầu, không ngờ rằng cửu giai ma thần thì tiên giới đã có ba tên. Xem ra cửu bát ma thần núp ở phía sau. Cửu bát ma thần ở nơi nào? Thiếu nữ tóc vàng vừa cười nói, hắn ta mới từ Tham Lan Tinh rời đi, có thể liên quan với người, bởi vì tồn tại của đế kiếm cho nên không có dám tùy tiện xuất thủ. Cái gì? Trần Mục kinh ngạc một lần nữa. Cửu bát ma thần vậy mà lại trốn ở Tham Lan Tinh, đó tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Thiếu nữ tóc vàng nhắc nhở, hắn ta thông qua sở sở nhìn thấy hành tung của người, e rằng muốn thông qua người tìm kiếm tung tích của ta. Tại sao lại xác định là ta? Bởi vì trên người của ngươi có mảnh vỡ thiên đạo. Trần Mục nhíu mày, tổ tiên của Trần gia từng nói chuyện này, nhưng mà Trần Mục không có phát hiện ra sự tồn tại của mảnh vỡ thiên đạo. Thiếu nữ tóc vàng quay người, ta nhắc nhở ngươi, thế lực tiên tộc sắp giáng lâm, ta cố ý che giấu vị trí của Bỉ Ngạn, có lẽ bọn họ phát hiện cái mảnh vỡ thiên đạo trên người của ngươi, cho nên đế phủ trở về rồi. Tại sao mà đế phủ phải rời đi? Ma chủ muốn diệt thế, bọn họ cũng rõ ràng, tất nhiên không có khả năng ở đây chờ chết. Có nhiều thông đạo dị diện xuất hiện biến cố, bọn họ không có cách nào rời đi.
Trần Mục nhíu mày trầm giọng nói, đế phủ trở về sao ta có thể ngăn cản chứ? Thiếu nữ tóc vàng ngoái nhìn cười một tiếng, thiên địa cấm chế do ta khống chế, cường giả đế cảnh tạm thời không có cách nào mà giáng lâm được. Người mau chóng khôi phục lại đỉnh phong, sau đó nghĩ biện pháp đến nhân gian tìm ta, đến lúc đó ta sẽ giúp người đột phá. Ý thức của Trần Mục trở lại thức hải, trong chốc lát hắn không cách nào mà hoàn toàn tiếp thu được tin tức vừa rồi, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng thiếu nữ tóc vàng. Nguy cơ tứ phía, nhất định phải trở nên mạnh hơn. Trần Mục bình tĩnh lại, không nghĩ ngợi gì cả, chuyên tâm tu luyện để khôi phục, năng lượng dồi dào tràn vào trong cơ thể. Sau khi cánh tay phải mọc lại, không được cường đại như lúc đầu, hắn muốn khôi phục đỉnh phong cần phải thời gian rất lâu. Một năm sau, Bách Tính ở trong Quang Minh Thành đã mở rộng đến 200 vạn, cùng với việc Bách Tính ở bên trong Quang Minh Thành tăng lên, hương quả bên trong Quang Minh Thành miếu cũng không ngừng. Càng ngày có càng nhiều Bách Tính vào bên trong thành, Tiêu Giao Minh còn thành lập thần miếu ở các nơi. Sau khi mà đại chiến đi qua, Xích Thành Động Thiên cùng với Tiêu gia cổ tộc lần lượt tới Quang Minh Thành, bọn họ cũng muốn gia nhập Tiêu Giao Minh. Trần Mục đang bế quan, Nam Cung Hùng không có quyền đồng ý, liền để cho bọn họ trở về chờ tin tức. Trong diện tổng bộ của Tiêu Giao Minh, một mình Sở Sở ngồi ngẩn người, Tần Ngưu đi tới. Sở Sở, hình như ngươi không vui hả? Sở Sở lắc đầu, A Ngưu ca, ta không sao, chỉ là nhớ đại ca ca thôi. Kim Thiền sư phụ nói, lão đại đang bế quan. Ta biết. Sở Sở đột nhiên đứng lên, A Ngưu ca, chúng ta ra ngoài tìm đồ ăn đi. Tần Ngưu gật đầu, được thôi. Sở Sở và Tần Ngưu rời khỏi tiểu viện, sau khi mà Kim Thiền nhìn thấy, bèn đi theo phía sau bọn họ. Đại sự của Tiêu Giao Minh chủ yếu là do Nam Cung Hùng phụ trách, việc giặt đều là do tiểu bối phụ trách. Ngu Tử Quyên tìm tới Nam Cung Hùng, vẻ mặt cung kính nói, Nam Cung tiền bối, Thái Thanh Tiên Cung vốn nên giao nạp tài nguyên, cho đến bây giờ không có đưa cho chúng ta. Nam Cung Hùng khẽ nhíu mày, liên minh chỗ này còn ổn, nhưng mà Quang Minh Thành cần lượng lớn tài nguyên để mà vận hành. Vốn là tài nguyên Thái Thanh Thiên Cung đưa có thể làm giảm áp lực cho chúng ta. Bây giờ xem ra bọn họ cố ý không đưa rồi. Ngu Tử Quyên nghi ngờ nói, không phải ngài nói Thái Sơ Thiên Cung đáp ứng sẽ giám sát sao? Nam Cung Hùng trầm giọng nói, khó mà nói, có lẽ đã bị Thái Sơ Thiên Cung cướp đi cũng không chừng. Ngu Tử Quyên gật đầu, sau đó nói tiếp, tài mắt của chúng ta phát hiện có chiến thuyền đã xuất hiện ở Thiên Châu, bọn họ ghi chép lại hình dáng của lá cờ, không biết thuộc về thế lực nào, còn mời Nam Cung tiền bối xem qua. Nam Cung Hùng nhìn thấy lá cờ trên trục cuốn tranh, cũng không có cách nào mà đưa ra phán đoán, nhàn nhạt nói, ta sẽ đưa cho lão tổ tông nhìn xem, Tử Quyên, ngươi tiếp tục làm việc đi. Ngu Tử Quyên cung kính nói, dần. Nam Cung Hùng đem trục cuốn tranh đưa cho Nam Cung Thần ở tại Quang Minh Thành. Sau khi mà nhìn thấy trục cuốn, trong mắt mang theo sự kinh ngạc, vẻ mặt của ông ta ngưng trọng nói, đây là lá cờ của đế phủ, nói như vậy bọn họ đã trở về rồi. Chương 709, đế phủ giáng lâm. Trước kia Nam Cung Hùng từng nghe nói tới, vẻ mặt của Nam Cung Thần nghiêm túc nói, năm đó đế phủ có thể chống lại thần đình, nhưng mà đột nhiên lại biến mất, không ngờ rằng bọn họ lại đột nhiên xuất hiện. Vẻ mặt của Nam Cung Hùng ngưng trọng nói, ta nghe nói Tam Đại Thiên Cung có quan hệ với đế phủ. Chuyện này đừng rêu rao, miễn cho gây nên hoảng loạn. Hiện tại chưa có biết nguyên nhân đế phủ trở về, trước tiên chờ Minh Chủ xuất quan đã. Nam Cung Thần dặn dò nói. Nam Cung Thần gật đầu, ta đã hiểu. Ba ngày sau, có cổ thuyền xuất hiện ở gần Quang Minh Thành. Tịnh Dân lão tổ chỉ về phía đằng trước, Vô Song đế tử, đây chính là Quang Minh Thành, hôm đó chính là Trần Mục giết chết Tiêu Ngọc, còn xin ngài chủ trì công đạo cho bọn ta. Trên cổ thuyền có một nam tử khí vũ hiên ngang đứng đó, thân hắn ta mặc mũ giáp màu vàng, dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra uy áp mạnh mẽ, ngay cả Tiên Dương cũng phải cúi đầu. Phía sau hắn ta còn có hai vị lão giả cũng sâu không thấy đáy. Thanh niên mặc giáp màu vàng gọi là Lâm Vô Song, đến từ đế phủ, được xưng là đế tứ.
Bên cạnh Lâm Vô Song có một vị tiên tử váy lục, đứng trong mây mù như ẩn như hiện. Lăng Tinh Nguyệt nói khẽ: "Vô Song đại ca, Quang Minh Thành này xem ra không có đơn giản, tiểu muội đề nghị lại đợi thêm đi." Lâm Vô Song cảm thấy khó có thể nắm chắc. Nam Cung Hùng đi tới đầu thành, ông ta chắp tay với phương hướng của cổ thuyền: "Không biết các vị có chuyện gì?" Lâm Vô Song đạp không mà đi, nhàn nhạt nói: "Ta đến từ đế phủ, muốn gặp Trần Mục." Nam Cung Hùng chắp tay nói: "Xin lỗi, minh chủ của bọn ta đang bế quan, không có thời gian." Lâm Vô Song khẽ nhíu mày, hắn ta nhìn ra được Quang Minh Thành không đơn giản, không chỉ có Tiên Dương, còn có Chí Tôn cùng với Đại Thần, tuyệt đối không phải bây giờ bọn họ có thể sang bằng. Lăng Tinh Nguyệt bước đi nhẹ nhàng, mỉm cười nói: "Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn gặp mặt Trần Mục, nghe nói hắn thiên túng thần võ, muốn được thấy chân dung." Nam Cung Hùng chắp tay nói: "Xin lỗi, minh chủ đang lúc bế quan, không tiện, các vị đường xa đến, không ngại vào trong thành nghỉ chân một chút." Lời này vừa nói ra, Lâm Vô Song khẽ nhíu mày. Hắn ta đương nhiên biết nguy hiểm ở trong thành. Lăng Tinh Nguyệt cười nói: "Đa tạ ý tốt, chúng ta vẫn còn có việc khác, chỉ là đi ngang qua Vũ Châu cho nên mới tới xem." Trước khi đi, Lâm Vô Song lạnh giọng nói: "Nói cho Trần Mục bảo hắn thần phục đế phủ, hắn có thời gian nửa năm có thể cân nhắc, bằng không hậu quả tự chịu." Nghe vậy, Nam Cung Hùng chau mày. Mà cao tầng liên minh đều đã nhận được tin tức, bọn họ có thể xác định thật sự đế phủ trở về. 3 tháng sau, tổng bộ liên minh cùng với tiếng rồng kêu phượng hót, Trần Mục phá quan mà ra. Hắn đã khôi phục đỉnh phong, mạnh hơn so với trước kia, nắm giữ sức mạnh quy tắc càng thêm thuần thục. Đám người Nam Cung Hùng lập tức đến chúc mừng, Sở Sở chạy qua đây tới gần Trần Mục. "Minh chủ, có một chuyện rất quan trọng cần phải nói với ngài. Đế phủ đã trở về rồi, bọn họ nói muốn ngài thần phục trong vòng nửa năm, bằng không hậu quả tự chịu. Hiện tại đã trôi qua 3 tháng, còn lại 3 tháng thời gian." Nam Cung Hùng có một chút lo lắng, bọn họ biết nội tình của đế phủ, khai chiến với thần đình, không nghĩ cũng biết, tuyệt đối không phải là liên minh vừa cất bước là có thể đối kháng được. Trần Mục khẽ cười nói: "Nam Cung tiền bối, không cần phải lo lắng, nếu bọn họ thật sự có thể thu phục được chúng ta thì cần gì phải nửa năm, rất rõ ràng hiện tại bọn họ không có năng lực." Có thiếu nữ tóc vàng nhắc nhở từ sớm, Trần Mục không có quá bối rối. Hắn hiện là đang khôi phục đỉnh phong, còn có thời gian đi tới nhân gian tiếp tục mạnh lên. Nhìn thấy Trần Mục không quản chút nào, đám cao cấp của Nam Cung Hùng an tâm rất nhiều. Trần Mục biết rõ thời gian của mình không nhiều, muốn có được sức mạnh đối kháng với đế phủ trong 3 tháng, chỉ có thể tin tưởng thiếu nữ tóc vàng. Quang Minh Thành, đại sảnh hội nghị, Nam Cung Hùng báo cáo tình hình gần đây. "Minh chủ, Xích Thành Động Thiên và Tiêu gia cổ tộc vốn dĩ muốn gia nhập liên minh, từ sau khi mà cường giả đế phủ đến Vũ Châu, bọn họ nhào nhào bày tỏ phân rõ giới hạn với chúng ta." Cao tầng có mặt ở đây không nhịn được cười ra tiếng. Sương Mãn Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm: "Không bằng giải quyết những cái thứ gió chiều nào theo chiều nấy trước, miễn cho ngày sau thêm phiền." Vũ Văn Khâm lắc đầu: "Chúng ta đánh tan từng cái thì là đơn giản, nhưng mà đế phủ và những thế lực tiên giới khác có thể dựa vào cái chuyện này làm khó dễ chúng ta." "Không cần phải để ý đến bọn họ, hiện tại nguy hiểm lớn nhất là đế phủ, tiên tộc của đế phủ vẫn có sự khác biệt rất lớn đối với tu tiên giả của chúng ta." Trần Mục nghiêm túc nói: "Năm đó đế phủ biết tiên giới sắp phải diệt vong, lựa chọn của cả tộc rời đi. Bọn họ đã không để ý đến sự sống chết của chúng ta rồi." Nam Cung Thần gật đầu: "Đúng, tiểu hữu nói không sai, lão phu năm đó cũng được nghe nói tới cái chuyện này. Đế phủ còn mang đi đại lượng tài nguyên của tiên giới, dẫn đến việc tiên giới bây giờ không còn phồn vinh như trước kia." Ngu Tử Quyên đứng sau lưng Sương Mãn Thiên: "Minh chủ, các vị tiền bối, Mộ Hồng Liên của Xích Thành Động Thiên từng đến đây. Nàng ta nói đế phủ phái cường giả đến Xích Thành Động Thiên, vị cường giả kia nói ngày tận thế của tiên giới sắp đến, chỉ có thể đi theo đế phủ thì mới có hy vọng." Trần Mục biết nguyên nhân đế phủ trở về. Năm đó, thiếu nữ tóc vàng suýt chút nữa đã bị tiên tổ thôn phệ.
chắc hẳn đế phủ đoán được trên người hắn có tọa độ. Chủ hoàng kim thụ mà thiếu nữ tóc vàng ở, có căn nguyên vật chất tinh khiết nhất giữa đất trời. Nếu như có thể có được, nhất định có thể đạt được sức mạnh cường đại. So với việc được cứu, không bằng tự cứu, ta sẽ nghĩ cách, các vị không cần phải lo lắng. Chương 710, bí mật của Lăng Vân Tông. Trên mặt của Trần Mục nở nụ cười, sự thông dong của hắn làm cho cao tầng ở đây đều cảm thấy an tâm. Tuy là Trần Mục không phải là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng mà hắn luôn có thể mang đến hy vọng. Sương tiền bối, nghe nói Tử Di Động Thiên có thể đúc thiên kiếm, giảng bối muốn làm phiền ngài giúp đúc kiếm. Trần Mục chuẩn bị trở về nhân gian, còn có ý nguyện chính là đúc thanh tiên kiếm cho Trần Giao. Được, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta là được. Sương Mãn Thiên cũng biết Trần Mục am hiểu dùng kiếm, nhưng mà hắn không có tiên kiếm sử dụng vừa tay. Trần Mục lấy ra cái lượng lớn tiên kim cùng thần thiết. Ồ, những vật liệu này cộng thêm với Tử Di tiên kim mà ta cất giữ, có thể đúc ra toàn là kiếm tốt tuyệt thế, vật liệu hiếm thấy. Được, vậy phải làm phiền tiền bối. Trần Mục chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Sương Mãn Thiên khoát tay. Không phiền, có thể sẽ thất bại nữa, còn xin tiểu hữu chuẩn bị trước. Hội nghị kết thúc, Trần Mục trở lại mật thất. Hắn lấy ra tàn cốt của lão Chu, còn để lượng lớn hồng thạch chung quanh. Ban đầu là ông ta đã giúp đỡ Trần Mục ngăn cản Tiêu Lạc Mộc, Trần Mục mới có cơ hội cứu tiểu muội ra. Hồn phách của lão Chu xuất hiện. Đa tạ tiểu hữu, có điều tác dụng của cái này không lớn đối với ta. Lão Phu chỉ còn lại một sợi tàn hồn, không cách nào mà khôi phục đỉnh phong. Trần Mục chắp tay, ơn nghĩa dù nhỏ như một giọt nước cũng phải hồi đáp bằng suối nguồn. Chu lão tiền bối, ngài có đại ân đối với ta, ta sẽ nghĩ cách giúp ngài sống lại. Sống lại cũng không có ý nghĩa gì. Lão Chu lắc đầu cười khổ, một biểu cảm chán sống. Trần Mục cười trêu ghẹo, Chu lão tiền bối, thế giới này không thể không có ngài. Bên ngoài ma thần nhìn chằm chằm, hiện tại thì đế phủ đã trở về, cục thế tiền giới hỗn loạn, ta cần ngài trợ giúp. Đế phủ hả? Năm đó ma thần giáng lâm, bọn họ chính là người chạy đầu tiên. Lão Chu không có thiện cảm với đế phủ, ngươi đừng có tin tưởng bọn họ. Trần Mục gật đầu, giảng bối hiểu rõ, tiền bối ngài ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt. Lão Chu cười gật đầu, chỉ cần thời điểm lão phu có ích, sợi tàn hồn này của ta cho dù phải chiến đến điều linh cũng sẽ không tiếc. Trần Mục biết lão Chu nguyện ý hy sinh bản thân vì chúng sinh. Sở Sở đang ngóng trông Trần Mục. Đại ca ca, ngươi hôm nay có thời gian không? Hôm nay ta có thời gian. Trần Mục thật sự thích Sở Sở, nàng rất nghe lời, còn nghe lời hơn cả Trần Dĩnh khi còn bé. Bọn họ nướng khoai ở trong đình viện. Tần Ngưu ngửi thấy cái mùi khoai lang nướng chạy đến. Trần Mục đưa khoai lang đã nướng chín cho hắn. À Ngưu, lúc mà ngươi không có chuyện gì làm á, có thể giúp bách tính ở trong thành làm việc nhiều hơn nha. Sau khi ăn khoai lang nướng xong, Trần Mục dẫn Sở Sở vào trong thành đi dạo, chủ yếu xem bách tính trong thành sinh hoạt thế nào. Bên trong Quang Minh Thành, đường đi rộng lớn, còn có phố thương mại đặc biệt dòng ra, làm ăn rất tốt. Sở Sở yên lặng theo Trần Mục, ban đêm bọn họ ăn bữa tối ở bên ngoài. Trong thành đèn đuốc sáng trưng, chợ đêm phồn hoa. Sinh sống chỗ này có bảo vệ, bách tính ở trong thành rất hạnh phúc, mọi người không muốn rời đi. Sau khi mà Trần Mục trở lại Quang Minh Thành, đặc biệt dặn dò Ngu Tử Quyên để cho nàng ta định kỳ giúp đỡ những bách tính có yêu cầu ở chung quanh. Nếu thế lực tu tiên đã độc chiếm tài nguyên tu tiên thì phải làm việc nhiều hơn. Ba ngày sau, Sương Mãn Thiên mang theo tiên kiếm của phiếm tử trở về. Trần Mục nhìn thấy thanh tiên kiếm liên tục gật đầu. Thật sự là kiếm tốt, đa tạ tiền bối. Tiểu hữu hài lòng là được rồi. Sương Mãn Thiên có cảm giác vô cùng thành công. Trần Mục thu hồi tiên kiếm, hắn chuẩn bị về nhân gian, nhất định phải trở nên mạnh hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Trước khi mà Trần Mục đi, hắn giao Sở Sở cho Kim Thiền chăm sóc. Sở Sở, ta còn có việc phải rời khỏi Quang Minh Thành một đoạn thời gian. Nếu như ngươi cảm thấy buồn chán, có thể giúp đỡ bách tính xung quanh cùng với Tằng Ngưu, giống như trước kia ta đã dạy cho ngươi đó. Biết rồi, Sở Sở liên tục gật đầu.
mặt nhỏ tràn đầy vui cười. Trần Mục định trở về nhân gian, có thể sẽ bị phát hiện thời điểm đang nghĩ biện pháp. Trong thức hải vang lên giọng nói của thiếu nữ tóc vàng. Ta giúp người. Trần Mục sử dụng truyền tống trận của Quang Minh Thành xuất hiện tại phía bắc Vũ Châu. Ở xung quanh đó, quang tàn vắng vẻ. Bầu trời đột nhiên xuất hiện khe hở, động tĩnh ở chỗ này rất nhỏ, cho dù là Chí Tôn khó phát giác được. Trần Mục thông qua khe hở đi tới nhân gian. Sau khi mà Trần Mục đi tới nhân gian, hắn ngẩng đầu nhìn cái khe này. Khe hở của bầu trời rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên u ám. Người đây là cố ý bẫy ta sao? Đây cũng là khảo nghiệm thôi. Tiếng cười đơn thuần của thiếu nữ tóc vàng quanh quẩn trong thức hải của Trần Mục. Các bạn vừa nghe xong tập 85 Ta là Hôn Phu Kiếm Thánh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.